Audio Jungle. Chào các bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái máy hút mùi này. Đây là cái máy hút mùi hiệu Kata này. Hiện tượng của nó là cái nút bấm này nó không nhạy này. Đây là cái nút bấm để bật đèn. Còn ba cái này là cái ba cái tốc độ của cái quạt gió hút mùi. 1 2 3. Thì hiện tại ba cái phím này thì nó vẫn hoạt động bình thường, bấm rất là nhạy. Còn tuy nhiên thì cái phím đèn này thì nó bị lì rồi, không bấm được. Đấy, bấm mãi nó mới được. Thì cái này là cái phím này nhà mình là dùng nhiều nhất. Đâm ra là nó xảy ra cái hiện tượng là nó bấm nó không nhạy này. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra và sửa cái phím bấm này. Khả năng lớn là phải thay cái phím ở bên trong. Đầu tiên thì các bạn phải tháo cái lưới hút mùi này ra trước này. Đây nó sẽ có hai cái con ốc, các bạn dùng tô vít để tháo hai con ốc này ra. Sau đó các bạn nhấc cái vỉ này ra. Và đây là cái bộ phím điều khiển của nó. Mình sẽ phải tháo cái phần nhựa này ra. Nó có hai con ốc này. Mình sẽ tháo phần nhựa này ra để lấy cái mạch ở trong. Đây là các cái mặt dưỡng ở ngoài này, mặt tre ở ngoài, phím bấm ở ngoài. Bây giờ mình sẽ tháo cái nắp nhựa ra để lấy cái mạch ra. Các bạn lưu ý là trước khi làm các bạn phải ngắt điện đi nhé. Tại vì ở cái mạch này nó chắc nó sẽ có điện 220V này. Ta cứ ngắt điện đi cho nó an toàn. Đây là cái mạch của nó. Rất tiếc là cái phần dây kết nối này nó không đấu theo kiểu cái rắc cắm để mình rút ra rút vào. Như này thì chắc là mình phải hàn tại chỗ rồi. Cái công tắc mà gặp sự cố là cái này. Đó là cái S4 này này, công tắc S4 này. Mình sẽ phải nhả cái hạt này ra. Nhả cái hạt công tắc này ra và thay một cái mới vào. Còn ba cái hạt này thì vẫn dùng được. Thì ba cái này là ít bấm, ít dùng, đâm ra là nó vẫn dùng được. Cái này bấm nhiều quá chắc nó mòn ở bên trong rồi. Mình cần phải tách bỏ cái phần keo này ra. Để nó hở. Cái công tắc này công tắc 4 chân các bạn nhé. Nhấn này 4 chân này. Nó có 4 chân đấy. Đây có 2 chân này với cả 2 chân ở đây nữa. Nào luôn. 2 chân ở đây nó có cái keo nó phủ lên. Mình cậy bỏ cái keo ra trước đã. Các bạn chú ý nếu mà cậy thì phải cậy cẩn thận, không là nó cậy vào cái mạch nhé. Mình đã cạo hết cái keo rồi này.
nó hở hai cái chân này ra. Đây, mình sẽ dùng mỏ hàn để mình nhả bốn cái chân này ra, để tháo cái hạt công tắc này ra, thay cái hạt mới. Sau khi hàn xong, mình sẽ dùng silicone mình phủ lại cái lớp này. Các bạn cần một cái mỏ hàn. Giờ mình sẽ nhả cái nút nhấn này ra. Đây là cái công tắc cũ này, công tắc 4 chân này, nút nhấn 4 chân này. Cái tiếp xúc nó không tốt nữa rồi. Bây giờ mình sẽ thay kiếm một cái nút nhấn khác tương tự như này để thay vào. Mình lấy một cái mạch cũ ở trong cái các cái máy đầu của Nhật này, Nhật bãi này. Đấy, và mình sẽ tháo các cái nút nhấn này ra, mình tận dụng cái nút nhấn này. Cái này là linh kiện của Nhật, mình nghĩ là chắc nó sẽ tốt hơn. Mình sẽ tận dụng mấy cái nút nhấn này. Đây là cái bo mạch của cái đầu DVD. Đây, mình đã tháo ra một cái nút nhấn này trong cái bo mạch này ra rồi. 4 chân luôn. Các bạn để ý cái nút nhấn 4 chân này, các bạn xoay ra nó có một cái gạch ngang này, thì hai cái chân ở phía dưới này và hai cái chân ở phía trên nó sẽ thông nhau nhé. Đấy, các bạn để ý cái gạch ngang này, nó sẽ thông nhau, hai chân dưới và hai chân trên nó sẽ thông nhau. Rồi, đây là nút nhấn 4 chân nhưng mà nó chỉ đóng mở cho một pha thôi, không phải hai pha. Thì các bạn để ý trên cái bo mạch này, nó có vẽ hình cái nút nhấn này. Hai bên này nó là hai cái đường kẻ nối tiếp nhau, có nghĩa là hai cái chân nó đã thông nhau ấy. Đấy, thì mình đặt đúng cái hướng đấy thôi. Đây, cái nút nhấn có gạch ngang này thì là hai chân, tức là hai chân song song với cái gạch ngang là nó sẽ thông nhau. Các cái chân nào mà song song với gạch ngang là nó sẽ thông nhau. Đấy, thì các bạn lắp đúng là như vậy thôi. Lắp đúng theo cái sơ đồ ở trên cái mạch này. Chấm thêm cái thiếc vào cho chắc. Giờ mình sẽ dùng keo nến để bù lại, đắp lại cái keo vừa nãy mình bóc ra. Kín. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái phần nhựa của nó vào đây. Tiếp theo mình sẽ lắp cái mặt dưỡng của nó vào. Đây, mình tận dụng các cái nút nhấn của cái bo mạch cũ của cái máy hàng bãi Nhật. Cái này chắc là bền lắm.
Nếu các bạn không có cái những cái này thì các bạn có thể mua ngoài thị trường mấy cái nút nhấn này, rất là rẻ, chỉ có mấy trăm đồng thôi. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn để xử lý cách các cái nút nhấn này nó không nhạy. Video của mình dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh của mình nhé. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công.